game today. Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Như anh em cũng đã biết, ở trong video trước chúng ta đã cùng nhau review cái bộ Saman sau khi update. Chúng ta có thêm được cái con tướng mới là cái con gấu đá nhá. Thì chúng ta đã có một cái gọi là review cùng nhau cái con gấu đá cũng như là cái bộ Saman. Và tất cả chúng ta đều phải công nhận là cái bộ Saman nó đã mạnh lên rất nhiều. Ở đây nó là 4 Saman nha anh em nhá. 4 Saman đã coi như là mạnh lên rất là nhiều sau cái bản update tiếp theo. Đấy. Bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì cái bộ 4 Saman nó chưa mạnh bởi vì chưa có cái con gấu đá. Nhưng mà chỉ ngày mai thôi nhá. Ngày mai là update rồi. Ngày mai update thì cái con gấu đá nó xuất hiện ấy, thì cái bộ 4 Saman nó được tăng cường một con 3 tiền và cái khả năng triệu hồi ra được 5 tiền 3 sao. Nó dễ dàng hơn bao giờ hết nha anh em nhá, cực kỳ dễ dàng. Mà cứ 5 tiền 3 sao mà ra đát, mà ra bom 3 thôi, rớt 3 thôi thì coi như là trò chơi kết thúc rồi nhá. Còn các anh em vẫn chưa xem clip đấy, các anh em muốn biết được cái bộ sức mạnh của cái bộ 4 Saman trong cái phiên bản update vào ngày mai, anh em có thể kéo xuống phía dưới, tôi sẽ để cái link ở phía dưới phần comment anh em nhá. Còn hôm nay tôi vẫn sẽ review cái con tướng mới. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái trong cái clip trước ấy, cái video trước ấy, chúng ta chủ yếu là xoay quanh đi sâu vào cái bộ 4 Saman và chúng ta bỏ qua mất là cái con tướng mới, cái sức mạnh của con tướng mới, con gấu đá nó như thế nào. Khi mà chúng ta kết hợp 4 Saman thì cái con gấu đá nó sẽ bị biến thành cái con khác và chúng ta không thể biết được thực sự cái sức mạnh của cái con gấu đá nó khỏe đến cỡ như thế nào. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ xây dựng một cái đội hình mà tôi cũng đã nghiên cứu ở trong cái meta mới. Tôi sẽ xây dựng một cái đội hình xoay quanh con gấu đá anh em nhé. Đây là một cái đội hình mà tôi đề xuất cho anh em. Anh em đánh giá cái đội hình này nó mạnh như nào thì anh em có thể để lại comment cho tôi. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Hôm nay tôi sẽ xây dựng một cái đội hình mà con gấu đá nó là co nha anh em nhá. Con gấu đá Saman đấy. Để xem đồ, check đồ. Đồ như này thì hơi yếu một chút. Chưa có Berlin. Ok, Ash lên được 2 sao. Chúng ta sẽ phải xây dựng dần dần từ cái bộ có thể là xây dựng từ cái bộ Warrior cũng được. Nếu mà chúng ta có con Ash 2 sao sớm kết hợp với cả cái bộ Warrior từ đầu, lấy thêm cái phần tăng cơ ở phía trên, hy vọng là sẽ ra là con gấu đá hoặc con gấu xin sớm. Đồ này nói chung là không ghép được gì, chúng ta cứ lấy đồ sớm thôi để có thể đánh được chuỗi thắng. Cái slot thôi tôi lấy luôn cái bùa. Tôi định giữ lại bởi vì có thể là tôi ra được cái búa ở round sau thì tôi lại ghép cái BKB. Còn nếu mà ra cái nhẫn lén thì tôi có thể ghép cái cấm đánh. Và tôi lấy cái búa sớm thế này thì tôi sẽ phải đợi cái viên ngọc máu. Yếu quá nhờ, bây giờ chưa có một cái Celeji nào nó ngon ở đây cả. Ở đây có hai con zipper này nhưng mà tôi không mua nha anh em nhé, không xây dựng bằng cái bộ goblin. Tôi sẽ xây dựng bằng có thể là xây dựng theo cái lối là đi beat, đi beat. Beat thì có con sói này, con hutka, à con tutka, tutka thì kết hợp với cả bộ warrior, 6 con warrior từ đầu cũng khỏe. Đấy, 6 con warrior. Có thêm beat, có thêm warrior tăng cơ phía trên. Thêm một con kiếp len thì ngon. Ui. Cái gì đây? Da gấu này. Thế thì chúng ta xây dựng bộ beat thôi. Ok. Vừa có gấu vừa có sói.
Thực ra tôi muốn mua con sói tôi trò cái ra ngoài luôn quá nhở. Bán con gì đi đây? Rồi ok, mua con sói vào luôn đi. Cho con sói vào nó có thêm bộ Wario anh em ạ. Wario khá là khỏe giai đoạn đầu. Có đam rồi, ở đây có bộ beat rồi. Có beat, có bù đam, có gọi đệ ở đây, rất khỏe. Của Nam ấy. Có điều là bây giờ vẫn chưa thấy có con gấu nào xuất hiện nhờ. Chưa thấy con Fanda nào. Chúng ta cần phải có những cái con Fanda sớm anh em ạ. Bình thường chơi mấy cái bộ Fanda là cần những cái con Fanda xuất hiện khoảng trước round 10 là phải có 2 con. Mốc của trước round 10 có 2 con. Nếu mà không có 2 con gấu ở trước round 10 ấy, thì tốt nhất là bán đi hết thôi. Không chơi được bộ gấu đâu. Vớ vẩn, làm clip này nó lại không ra được con gấu thì lại toang. Thì lại phải coi như là chơi lại một trận nữa. Rồi chúng ta giữ tiền ở round này thôi. Round sau ăn được thì là có thêm một tiền. Ok. Chắc là ăn được thôi, cái đội hình này mạnh. Có tăng cơ, có đam rồi. Có thêm cả gọi đệ nữa, rất là mạnh. Nói chung là ra được những cái con 4 tiền ấy ở trước round 10 thì mà nó lại là cái con 4 tiền co thì nó khá là mạnh. Giờ chúng ta cứ có beat thì chúng ta bốc vào thôi. Đã xuất hiện cái con gấu này rồi. Gấu co 4 tiền ra thì ngại gì đâu. Tội gì mà không đi beat. Kết hợp beat tút ca. Ở đây ra cả Grimchok. Grimchok à. Tôi đang nghi cái việc kết hợp ra cả Grimchok, Grand Herald và một con Tutka ở round này. Vậy là chúng ta có thể kết hợp ở đây là chúng ta có tới 4 con beat rồi. Khi mà chúng ta kết hợp thêm cái bộ Wizard anh em ạ. Đấy mà ở level 7 nhá, ở level 7 này. À sorry anh em, đúng rồi, ở level 7 là tức là ở round 11 đấy, chúng ta có thể up lên level 7. Mà ở level 7 ấy, là chúng ta có 7 con. 7 con thì gồm có 5 con beat cũng được, 5 con beat và 2 con Wizard là chúng ta sẽ có thể kết hợp được bộ 6 beat. Và nó sẽ rất mạnh ở level 7. Lý thuyết thì là thế, nhưng mà nếu mà mua thì chúng ta sẽ bị thọt tiền. Chúng ta sẽ bị thọt tiền thôi. Được rồi, cứ bình tĩnh thôi, từ từ. Dù sao nếu mà chúng ta vứt hết cái bộ hàng trên bộ Wari thì chúng ta cũng khá yếu. Chưa lên được 2 sao anh em ạ. Thôi đánh cứ từ từ thôi. Cứ bình tĩnh nhá. Thiếu gì? Thiếu bọ cạp, thiếu sâu đúng không? Thiếu bọ cạp, thiếu sâu và thiếu unicorn. Rao này chắc thắng thôi. Thằng nào xếp cái con Fallen Witcher nó bị kẹt ở phía trong, đeo đấm được. Có khi bán nó thỏ thôi anh em ạ. Tròn tiền, 20 tiền. Chúng ta kiếm lại những cái con Hunter sau. Tí nữa ra Hunter kiếm lại sau, nhiều con mà. Chúng ta có cả kết hợp cả, nếu mà Skull Hunter thì có thêm bộ Kepler vào nữa, tăng thêm 100 máu. Skull Hunter này, rồi súng. Ui giời, nhiều lắm. Nói chung là Hunter thoải mái. Chúng ta chỉ cần kết hợp 3 con Hunter thôi. Đây rồi. Ok, nhưng mà chưa thấy con Fanda đâu. Fanda ơi, mày ra đi. Tôi cần con Fanda. 4 bit. Round này ra được một cái chém lan. Chém lan, thực ra cũng không cần chém lan. Bởi vì chém lan thì chơi co nó là cái con assassin thôi, gấu assassin thôi. Round này ra cần cái blink anh em ạ. Ôi thôi xong rồi. Xung kích được, lấy luôn. Đồ hơi khèo nha anh em nhá. Blink ngon hơn. Xung kích. Rồi ok. À,
gấu mết à? Con này cũng chẳng cần. Thôi được rồi, chơi tạm anh em ạ, kích hoạt hai gấu đã. Kích hoạt hai gấu chúng ta triệu hồi được nhiều các cái con gấu hơn, khả năng triệu hồi nó sẽ cao hơn, lên 7 luôn. Sâu cho vào chơi 4 bit. Ui may quá, kịp anh em ạ, kịp cho đồ. Rồi tạm thời thì cái con gấu mết nó sẽ làm co. Ui tôi chết rồi, hết toàn bộ này. Không sao, vẫn ăn được. Khả năng vẫn ăn được, con gấu nó vẫn chưa gọi đệ gấu ra anh em ạ. Được. Ui tôi chết rồi, có bị mất chuỗi không nhờ. Ê, Ăn được. Được rồi, ok. May thế nhở, tí chết anh em ạ. Lại ra gấu mết này. Mà tôi thì tôi không cần cái con gấu mết này. Thằng top 2, 3 con 2 sao. Ơ ui, đủ 6 bit rồi này. Thôi chết rồi, không kịp rồi. Đủ 6 bit rồi. Không để ý, ra bộ cạp rồi, đủ 6 bit rồi này. Không có slot mua sâu à? Thôi rồi, kệ đi. Round sau, round này chắc vẫn thắng thôi anh em ạ. Round sau cho 6 bit vào được. Ôi nhưng thế là phải đi lên level 8 cơ à? Level 8 mới đủ. Level 8 mới đủ này. Rồi chúng ta lên 8 luôn. Ok, ở đây có 6 bit với cả hai gấu nhưng mà toàn một tiền, một sao anh em ạ, toàn một sao. Gặp Goblin vẫn ăn được. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Goblin này yếu, nó cũng toàn một sao thôi. Thằng này nó cũng chưa có đủ bộ Goblin. Ra con Velom nhưng vẫn chưa đủ bộ Goblin, sắp chết rồi anh em ạ. Đây rồi. Ây da. Nhưng mà phải lên 9 mới cho được 3 con à? Lên 9 mới cho được 3 con gấu vào. Hay là thôi, tạm thời bỏ bit ra. Tạm thời bỏ bit ra nhở, 4 bit thôi. 4 bit 3 gấu trước có tham không nhở? Như thế thì tham quá. Ôi Tuấn ơi, tham vừa thôi. Chết thật. Tham thì thâm này. Vớ vẩn, cho vào lại thua round này, chết. Ăn được không? Ăn được. Thậm chí nó còn đẩy khá nhiều máu. Đối thủ quả này mất khá nhiều máu. Nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao mà tôi lại mua những cái con Exit tôi để ở hàng chờ này. Nó có lý do đấy anh em ạ. Anh em đợi nhá, anh em đợi chút. Có lý do đấy anh em. Tí nữa tôi sẽ chuyển bài, anh em yên tâm. Đấy là lý do mà tại sao tôi lại không mua cái con sâu lên 2 sao anh em ạ. Vừa lấy có một con sâu nhưng mà tôi không có lock lại, hay tôi không có bán cái Exit, con Exit đi mà tôi mua con sâu. Bởi vì lên khoảng round 21-25 thôi là tôi sẽ chuyển đội hình nha anh em nhá. Cái bộ beat nó chỉ giai đoạn đầu này thôi. Giai đoạn đầu rồi coi như là tôi lấy được cái chuỗi thắng. Do là nó ra là cái con gấu sớm anh em ạ. Nên là chúng ta đi beat tiện thể nhá. Tiện thể là đi bộ 6 beat. Chứ còn tí lũ ấy, cái đội hình mà tôi xây dựng ấy nó không phải là cái đội hình 6 beat nhá. Rồi, anh em có thể thấy là ở đây là tôi xác định luôn là tôi chơi co của tôi. Nó chính là cái con gấu đá. Thì như anh em cũng đã biết ấy, là tất cả những cái con gấu
trừ cái con gấu hai tiền ra thì tất cả đều không thể mua được ở cái cửa hàng mà chúng ta phải triệu hồi. Tìm được nhiều cách để triệu hồi. Có Blink không? Không có Blink. Tôi vẫn rất là cần cái Blink anh em ạ. Sói lên được 2. Ngoài cái bộ 4 Saman ấy anh em ạ, cái bộ gấu nó cũng dễ chơi hơn đấy. Chúng ta có thể chơi cái bộ gấu rất là dễ chơi, bởi vì bây giờ chúng ta có thêm một con gấu nữa. Fanda là có bây giờ có 4 con. Đấy. Mà Saman thì có tới 5 con. 5 con Saman và 4 con gấu. Chúng ta có thể chơi gấu Saman thì là ok rồi nhá. Nhưng mà chúng ta có thể chơi một cái đội hình khác. Bởi vì nếu mà tôi chơi 4 Saman mà kết hợp với gấu ấy thì tôi sẽ không coi như là phô diễn được sức mạnh và tài năng của cái con gấu đá này. Bởi con gấu đá nó sẽ biến thành con gấu khác anh em ạ. Đấy, chính vì thế nên là tôi sẽ không kết hợp 4 Saman ở trong cái game này nhá. 4 Saman anh em có thể xem ở cái game trước nhá. Còn game này ấy, thì tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho con gấu đá. Và con gấu đá nó sẽ làm co. Đấy, thì như anh em đã biết ý, là tất cả những cái con gấu 3 tiền ý, đều sinh ra nhờ việc triệu hồi. Đây rồi, gấu xin. Tất cả những con gấu 3 tiền đều sinh ra từ cái việc triệu hồi. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là tất cả những cái con gấu triệu hồi ra ấy, nó đều là những cái con co đam. Ví dụ như là con gấu mết thì ở trong bộ mết, bộ 6 mết thì nó là con co đam ở trong bộ 6 mết. Hoặc là con gấu xin thì nó là co đam ở trong cái bộ beat. Hoặc là cái bộ assassin, cái bộ 6 assassin hoặc 9 assassin. Nó là cái con gấu xin là co. Thậm chí là con gấu xin này nó cũng là co ở trong cái bộ warlock, bộ 6 warlock. Vậy cái con gấu đá thì nó ở co, nó là co ở trong cái bộ nào, ở trong cái lineup nào. Thì hôm nay tôi sẽ review cho anh em nhá. Và như anh em đã thấy ở đây, ở phía dưới này hàng chờ, tôi đã coi như là mua những cái con Ego Seed để tôi xây dựng cái bộ 6 Ego Seed. Vào tương lai tôi sẽ chuyển dần sang 6 Ego Seed. Và tôi sẽ xây dựng cái bộ 6 Ego Seed và 3 gấu, dồn đồ cho con gấu đá. Và anh em sẽ biết được cái sức mạnh thật sự của con gấu đá này trong cái bộ 6 Ego Seed nó mạnh như nào nhá anh em nhá. Tôi đã chơi rồi, còn đây là tôi biểu diễn lại cho anh em xem thôi. Tôi đã chơi và tôi đã nghiên cứu và nó rất khỏe. Đấy, tôi đã phải thử cái con gấu đá ở rất nhiều những cái đội hình khác nhau. Và tôi phải khẳng định với anh em luôn, tí nữa anh em sẽ thấy nhá. Từ từ anh em cứ bình tĩnh. Một lát nữa thôi, anh em sẽ thấy cái sức mạnh thật sự của con gấu đá ở trong cái bộ 6 Ego Seed. Nó có mạnh bằng cái quả bom không? Khi mà cái quả bom ấy nó là 5 tiền và bom 2 sao. Cái quả bom 2 sao so với cái con gấu đá 3 tiền 2 sao thì cái con nào mạnh hơn, thì tí nữa anh em sẽ có thể cảm nhận. Anh em có thể cảm nhận và đưa ra cái lời nhận xét anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tiếp cái đội hình. Chúng ta sẽ chuyển từ từ thôi. Bây giờ chúng ta như nào nhỏ, chúng ta sẽ phải đợi. Chúng ta sẽ phải đợi những cái con gấu nó lên được 2 sao. Cái điều đấy là điều trước tiên đã. Gấu lên được 2 sao trước. Sau đó những cái con Ego Seed, đến lượt những cái con Ego Seed lên được 2 sao thì chúng ta sẽ bán hết những cái con thuộc tộc Beat đi. Chúng ta sẽ bán những cái con thuộc tộc Beat đi. Rồi ok. Tôi sẽ chuyển cái đội hình nó khoảng round thứ 20 đến 25 chúng ta sẽ chuyển dần nha anh em nhá. Bây giờ là tích tiền thôi. Tích tiền và lên dần. Đây rồi. Thôi, bán gấu mết đi. Chúng ta không cần gấu mết. Chỉ cần một quả trứng nữa thôi. Hoặc là round sau tự triệu hồi ra. Chúng ta có 3 con gấu rồi, cái việc triệu hồi nó đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp cả. Rồi, xây dựng là 6 Hunter với cả ẹp à. Nó rất đơn giản. Tỷ lệ triệu hồi của 3 con gấu này thì anh em không ra được 3 con gấu thì thôi, chứ nếu mà đã ra được có 3 con gấu rồi thì chắc chắn là bọn này nó sẽ lên được 2 sao thôi. Còn 3 sao thì chắc là tương lai, có thể là 3 sao thì hơi khó, nhưng mà 2 sao thì chắc chắn là chúng ta có thể ra được. Đấy, vì chúng ta còn nhiều máu mà. Cái skill của con gấu đá nó cũng giống hệt cái con gấu mết và nó cũng giống hệt cái con gấu xin. Đấy là cứ giết được người thì nó sẽ reset lại cái cooldown. Cái cooldown. Và cái cooldown của nó giết được người thì reset lại. Nó sẽ tung trưởng liên tục khi mà nó giết được người. Anh em chỉ cần dồn đồ để cho cái trưởng đầu tiên ấy của con gấu đá. Đây rồi, hay quá. Thời tối cản không kịp rồi anh em ơi. Ôi rồi.
lên được 2 sao dồn đồ cho nó thôi anh em ạ. Ở trong cái bộ bit thì cái con này nó sẽ không phát huy được hết sức mạnh của nó đâu anh em. Tí nữa chúng ta chuyển sang cái bộ Exit. Nhưng mà bộ bit thì bây giờ nó vẫn mạnh anh em ạ. Vì thế là tôi vẫn giữ cái bộ bit ở đây. Anh em thấy là còn cái viên đá ấy, nó lăn qua ấy, nó còn có kèm theo một cái hiệu ứng. Đấy là cái hiệu ứng stun trong vòng 2 giây cơ anh em ạ. Tức là nếu mà so sánh với cái hiệu ứng ấy thì nó còn mạnh hơn cả con bom cơ. Khi mà con bom nó chỉ lổ, nó chỉ gây đam thôi. Nhưng cái con gục đá này nó còn kèm theo cái hiệu ứng stun. Đây rồi, Exit. Và cái hiệu ứng stun này nó là hai đường nha anh em nhá. Nó là cái hai cái hàng, hai hàng ở trong cái bàn cờ, hai hàng luôn. Và mỗi hàng ở đây là 8 ô, tức là 16 ô trong bàn cờ đấy anh em. Nếu mà tính ra ấy, cái số ô mà phát huy hiệu ứng ấy, ở cái AOE của con bom ấy nó là 5 ô, 5 ô vuông nha anh em nhá. 5 ô vuông, tức là 5 x 5 là 25 ô. Thì cái con này nó là 16 ô nha anh em nhá. So về cái AOE thì nó sẽ yếu hơn một chút ở level 2, nhưng mà level 3 ấy thì nó sẽ là 3 hàng 8 ô anh em ạ. 3 hàng 8 ô, 3 x 8 là 24, là tương đương với một con bom. Nhưng mà nó là bắn liên tục. Tí nữa anh em sẽ thấy là tôi đánh giá là ở cái mức 2 sao ấy, nó còn mạnh hơn con bom cơ. Bởi vì cái trưởng của nó không khác gì ở trong cái bộ gót. Mà cái con bom ấy ở trong bộ gót thì nó vẫn còn phải có cái thời gian nó chờ. Nó vẫn còn phải có thời gian nó bị delay cái quả bom. Trong khi đấy cái con này thì cái quả, cái skill của nó ấy, cái đá nó, cái viên đá nó lăn liên tục luôn anh em ạ. Và nó lăn qua đâu ấy là ở đấy đứng im. Và đứng im thì tới 2 giây. Và có khi là đứng im đến chết luôn nếu mà cái viên đá nó lăn liên tục anh em ạ. Rất là kinh khủng, kinh khủng. Round 25 nha anh em nhá. Chuyển dần round 25. Ở đây chúng ta vẫn chưa có đủ bộ anh em ạ. Vẫn thiếu, thiếu con rồng 3 tiền này. Và thiếu cái con bọ hung. Thiếu con bọ hung. Anh em thấy không? Đấy, nó lăn qua, đứng im luôn 2 giây kìa. Đứng im luôn 2 giây, không bắn được trưởng luôn. Không đánh đấm gì được luôn. Cái viên đá nó sẽ lăn liên tục nếu mà cái con gấu đá này nó giết được người. Có khi nào mà tôi 100% máu đến chết không nhỉ? 100% máu đến khi kết thúc game luôn. Ok. Rồi, chuẩn bị roll mà đổi bài nha anh em nhá. Tạm thời cho bộ Warlock vào đã. Đây rồi. Hay quá. Thiếu một con thôi anh em ạ, thiếu con rồng. Chúng ta chỉ còn thiếu con rồng 3 tiền thôi. Con rồng 3 tiền khó ra nhỉ. Hình như là vẫn chưa ra một cái con rồng 3 tiền nào từ đầu game đến giờ. Trong trận này có cả cái thằng chơi Saman kết hợp với đỏ với Glacier này. Saman, 4 Saman là kết hợp với đỏ à? Nhưng mà chưa đủ bộ. Anh em thấy không? Cái viên đá nó lăn liên tục. Lượng đam thì bây giờ nó là, anh em thấy là nó yếu ở trong cái bộ. Con này này nó ở trong cái bộ 6 bit ấy. Anh em để ý nhá, nó là 3500 đam đúng không? Đấy, nó khá yếu. Nó chỉ có 3 gây được 3500 đam thôi. Và là đam phép. Gây ra sát thương là sát thương vật lý. Nhưng mà tính là cái dòng vàng vàng kia. Nó là, sorry anh em, nó là kỹ năng. Đam kỹ năng. Rồi, ta roll tiếp thôi. Kiếm đủ bộ Exit rồi tôi sẽ cho anh em xem cái sức mạnh thật sự của nó. Bây giờ con gấu 2 tiền nó mới lên được 2 sao. Đến giai đoạn này chúng ta chuyển được rồi anh em ạ. Chúng ta chuyển được rồi. Bây giờ chúng ta mạnh rồi. Thiếu một con Exit nữa thôi. Thiếu con rồng 3 tiền anh em ạ. Rồi
Round 25 là chuyển là vừa. Vẫn chưa ra là con rồng 3 tiền nhỉ. Rồng ơi. Cho tạm 4 Exorcist vào đã anh em ạ. Được rồi. Lên 10, lên level 10. Cái tỷ lệ nó ra con rồng 3 tiền nó khó hơn anh em ạ. Nó khó hơn. Đồ có thể ghép BKB được. BKB cấm đánh thì ngon. Rồi nha anh em nhá. Cú lên nào. Đây rồi, đủ bộ anh em ơi. Đây anh em sẽ thấy cái sức mạnh thật sự của cái bộ này. 6 Exorcist kết hợp với cả gấu đá. Có thể kẹp thêm được một cái con Velom Monster hay sao không? Roll cố anh em ơi. Velom. Ui rồi, đây rồi. Nhưng mà không kịp. Thôi không sao, không cần Velom. Anh em nhìn này. Đâu, skill đâu? Một lướt. Lướt tiếp tục. Ui, nhìn anh em nhìn thấy những cái viên đá chưa? Nó lướt cái kia. 5.000 đam, anh em thấy cái lượng đam nó đã tăng lên nhiều chưa? Nó đã gấp đôi vừa nãy rồi. Nhưng mà đấy là tôi chưa kẹp cái con Velom Monster 2 sao vào thôi. Anh em để tôi kẹp cái con này vào nữa. Anh em có thấy cái sức mạnh thật sự của cái con này. Nó không khác gì là con bom đâu anh em ạ. Bom 2 sao chứ không phải bom 1 sao nha anh em nhá. Còn con bom 1 sao ấy thì tôi không có tuổi để so với cả cái con gấu này. Có Blink luôn này anh em ơi. Có lên ghép Blink không nhỉ? Hay là giảm cooldown thì cũng kinh. Giảm cooldown thì cũng khỏe đấy. Thôi lấy Blink cho bắn trưởng nhanh em ạ. Lấy cái Blink cho nó tung trưởng sớm hơn. Bây giờ ấy là chỉ cần tung trưởng thôi là có thằng chết. Là có con nó sẽ chết luôn. Và cái lượt trưởng thứ hai nó sẽ bắn luôn anh em ạ. Anh em nhìn này. Sờ tun đến chết thì thôi. Anh em nhìn kia, một đường. Kia, những cái viên đá nó lăn liên tục anh em thấy không? Đối thủ thậm chí không đấm được phát nào luôn. Mặc dù là chơi 6 Exorcist là để kiếm được cái bất tử đấy. Nhưng mà chúng ta đâu có cần bất tử đâu. Khi mà chúng ta thậm chí còn không mất máu. Anh em thấy không? Mạnh chưa? Ồ. Đây tôi nghĩ nó là meta đây rồi. Meta mới đây rồi anh em ạ. Ai có thể cản được? Anh em cũng có thể thấy là gấu mới chỉ có 2 sao thôi đấy. Mà anh em thấy là nó còn tín hơn cả con bom cơ. Con bom 5 tiền thì lổ được một lần thôi. Kết hợp với 6 Exorcist lổ được một lần thôi. Nhưng mà đây anh em cũng có thể thấy là con gấu ấy nó đẩy liên tục. Đẩy đá liên tục anh em ạ. Thực sự rất là mạnh. Vừa đẩy đá vừa khỏe nhá. Gây ra đam thì không khác gì con bom. Đam diện rộng. Đấy mà lại còn có hiệu ứng stun. Anh em xem này. Anh em thấy chưa? Nó đẩy đá liên tục của bọn kia. Nó không nhấc tay được lên luôn. Berserker không nhấc tay được lên luôn. Chết rồi anh em ơi. Berserker ra đi rất nhanh. 10.000 đam đã được gây ra. Mạnh quá. Anh em thấy như nào? Anh em hãy để cho tôi cái nhận xét của anh em nhá. Cái cảm nhận của anh em về cái bộ này ở dưới comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.